Bây giờ chúng tôi xin mời thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Công Thành, khoa tim mạch can thiệp bệnh viện Đại học Y Dược sẽ nói về đề tài hành trình tối ưu hóa điều trị và giảm tái nhập viện cho bệnh nhân suy tim. Mời thầy Công Thành. Dạ, em xin cảm ơn lời giới thiệu của thầy giáo sư Đặng Hoàng Phước. Kính thưa quý thầy cô, kính thưa quý đồng nghiệp đang tham dự buổi thảo ngày hôm nay. Thì từ sáng đến giờ chúng ta đã nghe rất là nhiều trong điều trị suy tim, các thuốc mới như thuốc SR là thể thang hoặc là thuốc acne. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng bệnh nhân của chúng ta vẫn đối diện với rất là nhiều biến cố trong thực hành lâm sàng, như là nhập viện do suy tim hoặc là tử vong do các nguyên nhân tim mạch. Như vậy chúng ta còn có thể làm được gì hơn nữa cho người bệnh suy tim để mà người bệnh suy tim có một cái chế độ quản lý một cách toàn diện nhất? Thì trong bài trình bày ngày hôm nay, tôi xin chia sẻ một câu chuyện, một hành trình mà chúng tôi đã tối ưu hóa để điều trị người bệnh suy tim tại bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bài trình bày của tôi hôm nay gồm có 3 nội dung chính. Thứ nhất là chúng ta cần phải ghi nhận những gì, những cái khoảng trống trong thực hành lâm sàng khi chúng ta điều trị người bệnh suy tim. Và thứ hai là vì sao chúng ta cần phải quản lý người bệnh suy tim bằng cách toàn diện. Và thứ ba là chúng ta làm điều đó như thế nào, và tại bệnh viện nào y dược chúng tôi đã thực hiện như thế nào để mà quản lý người bệnh suy tim cách toàn diện nhất. Thì như chúng ta đã biết rằng suy tim là một bệnh lý thường gặp, và ước tính trên toàn thế giới hiện nay có khoảng 64 triệu người bị bệnh suy tim. Và với ước tính hiện nay thì với tình trạng già hóa dân số cũng như là tỷ lệ mà chúng ta cải thiện cho người bệnh với những cái bước tiến phát triển trong điều trị suy tim cũng như là các cái vấn đề khác như bệnh động mạch vành, thì số lượng người bệnh suy tim ngày càng gia tăng lên và thực sự đã trở thành một gánh nặng to lớn đối với người bệnh cũng như đối với toàn thể xã hội. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã có rất là nhiều bước tiến trong việc chẩn đoán cũng như là điều trị suy tim, nhưng mà thực sự người bệnh suy tim vẫn đối diện với những cái tiên lượng hết sức nặng nề. Đó là gì? Thứ nhất là về tái nhập viện. Tái nhập viện, người bệnh suy tim là suy tim cấp là một trong những nguyên nhân nhập viện hàng đầu ở người cao tuổi. Có ước tính có khoảng 44% bệnh nhân suy tim tái nhập viện trong năm đầu tiên, và thời gian điều trị trung bình là mất khoảng 5 đến 10 ngày. Ước tính tại Mỹ thì tái nhập viện do suy tim trong vòng 30 ngày là lớn hơn 25%, và đối với châu Âu thì là tái nhập viện là 24% trong vòng 12 tuần. Và chúng ta biết rằng người bệnh suy tim mà nhập viện thì có tỷ lệ tử vong cao hơn hẳn so với những người bệnh mà không nhập viện. Thì bên cạnh tái nhập viện thì người bệnh suy tim còn có tỷ lệ tử vong rất cao. Người bệnh suy tim thường xuyên nhập viện vì những đợt suy tim cấp, thì trong mỗi lần nhập viện như vậy thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 4-7%. Và xong trong vòng 30 ngày đầu tiên, giai đoạn mong manh của người bệnh suy tim thì tỷ lệ tử vong có thể lên tới 10%, và trong vòng 1 năm là 20%, và ước tính là sau 5 năm thì có trên 50% bệnh nhân suy tim là tử vong. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là mặc dù chúng ta đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng mà người bệnh suy tim tiên lượng vẫn hết sức nặng nề, thì thực tế lâm sàng chúng ta còn những tồn động gì? Thứ nhất là về cái việc điều trị nội khoa thì chúng ta còn chưa được tối ưu. Thì một cái nghiên cứu JAMA được hiện tại Hoa Kỳ trên 3.500 bệnh nhân, thì người ta thấy rằng là gì? Chỉ có khoảng dưới 1% bệnh nhân là có chống chỉ định đối với các thuốc điều trị suy tim. Nhưng mà thực tế là đối với các thuốc điều trị suy tim thì thuốc ức chế men chuyển thì tỷ lệ xài tới khoảng 60% mà thôi. Đối với acne trong thực hành lâm sàng điều trị là chỉ sử dụng là 12%, và các thuốc khác như triệu beta thì tầm khoảng 70%, và hầu hết các thuốc điều trị suy tim chưa đạt được liều tối ưu theo khuyến cáo. Và tương tự tại châu Âu thì một cái thống kê trên 3.490 bệnh nhân thì trong đó có 58% bệnh nhân là có suy tim phân suất tống máu giảm, thì người ta thấy rằng là tỷ lệ sử dụng thuốc triệu beta trên người bệnh là 78%, tỷ lệ sử dụng các thuốc ức chế hệ thống RAS là 73%, và thuốc đối kháng thực thể aldosterone là 52%, và hầu hết bệnh nhân đều không đạt được liều theo khuyến cáo. Và một cái quan trọng nữa là trong điều trị bằng dụng cụ như là đặt máy CRT hoặc là ICD, chúng ta thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân suy tim ngày càng gia tăng lên, nhưng mà tỷ lệ bệnh nhân mà được đặt máy CRT vẫn không thay đổi trong vòng 15 năm qua. Và đặc biệt trong công trình nghiên cứu Paradigm HF thì chúng ta thấy rằng là trong 8.442 bệnh nhân được tham gia vào nghiên cứu thì có 85% bệnh nhân có chỉ định là đặt máy ICD, nhưng mà thực tế là thì bệnh nhân chỉ có 15% bệnh nhân được đặt máy mà thôi. Mà theo thống kê cụ thể thì tại Hoa Kỳ thì tỷ lệ được đặt máy là 54%, trong khi đó các nước Đông Á bao gồm cả Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á thì tỷ lệ được đặt máy ICD chỉ có 1.7%, một con số rất là đáng buồn. Và người ta ghi nhận rằng là bệnh nhân mà không có được đặt máy ICD thì tỷ lệ tử vong, tỷ lệ đột tử cao hơn nhiều so với bệnh nhân mà được đặt máy ICD trong điều trị suy tim. Và bên cạnh đó còn một số cái hạn chế khác nữa, đó là bệnh lý bệnh động mạch. Người bệnh suy tim thì thường có rất là nhiều bệnh lý đi kèm, nhưng mà khi mà chúng ta điều trị thì chúng ta không có quản lý toàn diện, dẫn đến chất lượng cuộc sống của người bệnh giảm, dẫn đến người bệnh tăng nguy cơ tử vong.
Và cái quan trọng thứ hai nữa là cái tiếp cận đa chuyên ngành, người bệnh sẽ tiếp cận một sự chăm sóc phụ thuộc của nhiều chuyên gia của nhiều lĩnh vực khác nhau, và vấn đề này còn rất là mới mẻ trên thực hành lâm sàng. Và vấn đề thứ tiếp theo mà gây hạn chế cho chúng ta đó là vấn đề theo dõi ở ngoại trú. Thì hầu hết những bệnh nhân của chúng ta sau khi điều trị nội trú ổn định ra ngoài xuất viện rồi thì phần lớn là theo dõi ngoại trú thì chúng ta không theo dõi sát sao, hoặc là chúng ta bị mất dấu người bệnh. Thì điều này có rất là nhiều lý do, một trong những lý do gần đây là liên quan đến đại dịch Covid-19. Rồi, một cái tranh biếm họa như này, các quý vị thấy rằng là những cái nơi nào mà kê thuốc cho bệnh nhân, có can thiệp, có phẫu thuật thì bệnh nhân rất là đông. Còn những cái nơi nào mà tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh thì gần như là không có. Thì chúng ta thấy rằng là đây là một cái sai sót, một cái thiếu ở trong cái nhận thức của cả bệnh nhân lẫn trong người thực hành lâm sàng. Thì đây cũng là một trong những cái hạn chế khi chúng ta quản lý người bệnh suy tim. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng là những cái tồn đọng trong thực tế khiến cho việc điều trị người bệnh suy tim không được toàn diện. Thì như vậy thì chúng ta cần phải làm gì và tại sao chúng ta cần phải quản lý người bệnh suy tim? Thì các cái nghiên cứu đã cho thấy rằng khi chúng ta quản lý người bệnh suy tim toàn diện thì sẽ giúp giảm được tỷ lệ tử vong, giảm được tái nhập viện cũng như là giảm được cái chi phí điều trị chung. Và theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu năm 2021 thì người bệnh suy tim cần được tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe một cách với đa chuyên ngành để giảm nguy cơ nhập viện và tử vong do suy tim với mức độ khuyến cáo là class 1A. Và trong cái tiếp cận đa chuyên ngành đó, bên cạnh điều trị bằng thuốc, dụng cụ, thay đổi lối sống thì người ta còn nhấn mạnh cái việc là chúng ta cần phải theo dõi người bệnh sát sao sau khi xuất viện, có thể là phòng khám tại nhà hoặc là y học từ xa. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn phải thay đổi hướng dẫn người bệnh biết cách tự chăm sóc tại nhà cũng như là cung cấp cho người bệnh phục vụ chăm sóc nhẹ. Và cái giải pháp để chúng ta có thể quản lý người bệnh suy tim đó chính là chúng ta xây dựng một chương trình để quản lý người bệnh một cách toàn diện từ nội trú cho tới ngoại trú. Khi người bệnh còn nằm ở trong bệnh viện điều trị nội trú thì chúng ta làm sao mà điều trị cho người bệnh ổn định suy tim cấp, và trước khi người bệnh xuất viện chúng ta cần phải tư vấn giáo dục sức khỏe của họ để họ nhận thức được bệnh của họ và họ biết cách làm sao mà tự chăm sóc mình để giảm được cái tỷ lệ nhập viện sau đó. Và khi người bệnh ra tới phòng khám rồi, làm sao chúng ta có thể duy trì, có thể theo dõi người bệnh suốt một thời gian dài, và bên cạnh đó tạo một mối quan hệ chặt chẽ giữa người bệnh, thân nhân y tế cũng như là những thân nhân người bệnh để mà chúng ta có thể góp phần tối ưu hóa điều trị suy tim. Thì chương trình quản lý suy tim đã phát triển từ những năm 2018 rồi. Hiện tại trên toàn quốc thì có khoảng trên 40 bệnh viện là có chương trình quản lý suy tim. Thì mỗi bệnh viện đều có những cái đặc thù riêng khác nhau. Thì sau đây tôi xin chia sẻ về hành trình mà chúng tôi xây dựng chương trình quản lý suy tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chương trình bắt đầu từ tháng 8 năm 2020. Thì lúc này chúng tôi bắt đầu xây dựng đề án của cái chương trình quản lý người bệnh suy tim, bắt đầu từ nguồn nhân sự và những cái công cụ xây dựng hỗ trợ. Đó là gì? Chúng ta thiết lập những cái chương trình đào tạo cho điều dưỡng để làm sao cung cấp cho các bạn điều dưỡng những kỹ năng cũng như là kiến thức để mà các bạn có thể tư vấn người bệnh một cách tự tin. Và bên cạnh đó chúng ta còn xây dựng các cái công cụ quản lý bao gồm cái sổ tay cho người bệnh và các cái biểu mẫu quản lý. Và để cho cái công tác và quản lý được trơn tru, nhanh chóng và chính xác hơn thì công nghệ thông tin đóng một vai trò rất quan trọng, để chúng tôi có xây dựng các phần mềm và đá điện tử cũng như là các app theo dõi qua điện thoại cho người bệnh. Và tính đến tháng 10 năm 2020 chúng tôi bắt đầu tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên trong chương trình quản lý người bệnh suy tim. Và đến tháng 12 năm 2020 tại Đại hội Tim mạch Toàn quốc quốc gia thì chúng tôi đã lần đầu tiên chia sẻ cái mô hình của Bệnh viện Đại học Y Dược. Và trong năm 2019 thì mặc dù có cản trở cho đại dịch Covid-19 thì chúng tôi vẫn tổ chức được hai chương trình CME và quản lý người bệnh suy tim trực tuyến. Và một điều rất mừng là trong năm 2022 thì chúng tôi đã xây dựng được cái phòng khám dành cho người bệnh suy tim. Thì đây cũng là một trong những cái cơ hội để chúng ta có thể mà tiếp cận người bệnh suy tim cách đầy đủ để cung cấp cho họ có chế độ chăm sóc toàn diện. Thì nói về chương trình quản lý suy tim thì mỗi bệnh viện đều có những cái đặc trưng khác nhau tùy thuộc vào cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là các cái đặc tính riêng. Thì đối với Đại học Y Dược thì chúng tôi có một số cái nét đặc trưng như sau. Thứ nhất là tại vì Bệnh viện Đại học Y Dược thì quản lý người bệnh suy tim cách toàn diện. Chúng tôi bắt đầu quản lý người bệnh từ khi người bệnh còn trong nội trú và theo dõi sát ra tới ngoại trú. Và thứ hai nữa là phối hợp cách đa chuyên ngành. Thì đây là một cái đặc điểm, một cái lợi thế của một bệnh viện đa chuyên khoa. Thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì chúng tôi có chuyên khoa dinh dưỡng, chuyên khoa phục hồi chức năng, chuyên khoa giảm chăm sóc dành nhẹ v.v. Thì những chuyên khoa này phối hợp rất chặt chẽ đối với khoa tim mạch để mà có thể quản lý người bệnh suy tim. Và bên cạnh đó thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược cũng ứng dụng công nghệ thông tin như là các phần mềm, bệnh án điện tử, app để mà chúng tôi có thể nhanh chóng, tiện lợi và chính xác khi mà theo dõi người bệnh. Và đặc biệt một cái mô hình mà chúng tôi xây dựng thì vai trò của người điều dưỡng hết sức quan trọng. Tại sao nói người điều dưỡng rất quan trọng khi mà chúng ta xây dựng chương trình quản lý người bệnh suy tim? Tại vì người điều dưỡng là người trực tiếp chăm sóc người bệnh. Khi mà trực tiếp chăm sóc người bệnh thì họ lắng nghe,
thấu hiểu và là tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh. Còn đối với thân nhân của người bệnh thì người điều dưỡng chính là người chia sẻ, đồng cảm cũng như là hướng dẫn cho thân nhân biết cách chăm sóc người bệnh cách đầy đủ. Và bên cạnh đó thì người điều dưỡng cũng là một cái người bên cạnh, một cánh tay đắc lực của bác sĩ khi mà thực hiện y lệnh, cung cấp thông tin và có thể hỗ trợ bác sĩ trong công tác nghiên cứu và đào tạo. Chính vì vậy mà điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng trong mô hình hoạt động của chúng tôi, tạo được mối cầu nối chặt chẽ giữa người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế. Thì sau thời gian hoạt động là 2 năm thì chương trình quản lý suy tim đã thu nhận được một số kết quả như sau. Thì chúng tôi đã đưa vào khoảng 500 người bệnh tham gia chương trình quản lý suy tim và với thời gian theo dõi trung bình là 13,4 tháng. Thì đối với điều trị nội trú thì trước khi người bệnh xuất viện á, thì tỷ lệ sử dụng thuốc trong đối với người bệnh suy tim là đối với thuốc ức chế men nhuyễn là 4,5%, đối với thuốc ức chế thụ thể là 43,4%, đối với acne là 40,7%, và nhìn chung và thuốc ức chế hệ thống RAS là chiếm tỷ lệ 88,5% bệnh nhân được sử dụng thuốc. Và đối với thuốc ức chế chạy thụ thể beta là 66,1%, thuốc đối kháng thụ thể testosterone là 75%, và đặc biệt là có sự tham gia của thuốc ức chế SGLT2 là 30,3%. Số lượng bệnh nhân mà được điều trị đầy đủ với 3 thuốc là 48,3% và điều trị với 4 thuốc là 20%. Và khi mà bệnh nhân được ra ngoài ngoại trú, điều trị ở ngoại trú thì cái tỷ lệ nó được gia tăng. Cụ thể là đối với thuốc acne thì đã tăng lên thành 54,8%, đẩy số bệnh nhân được điều trị với thuốc ức chế hệ thống RAS lên đến 90,5%. Con số này cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với chương trình quản lý suy tim. Và đặc biệt là đối với thuốc trị beta là tăng 80,4% và thuốc ức chế SGLT2 là 40,4%. Và trong năm 2022 á, thì sau khi mà có cái khuyến cáo mới của ACC hồi tháng 4 về điều trị suy tim á, thì tôi thống kê thử lại coi mình có ứng dụng cái guideline này như thế nào, thì kết quả cho thấy rằng là tỷ lệ sử dụng acne là 59,3%, đẩy cái tỷ lệ mà sử dụng thuốc ức chế hệ thống RAS lên 91,1%, và đặc biệt là thuốc ức chế thụ thể SGLT2 được sử dụng là trong 52,3% bệnh nhân. Và về liều thuốc thì so với các nội trú thì ở ngoại trú thì tỷ lệ thuốc được tăng liều lên có hiệu quả, như là thuốc Von Satan thì tăng từ 110, thuốc acne thì tăng 115mg khi mà trước xuất viện và ra tới ngoại trú là 155mg. Đối với thuốc Betaroxoc thì là liều điều trị trong nội trú là 20mg thì ra tới ngoại trú là 32mg, vân vân. Và về cải thiện về OF thì khi bệnh nhân nằm ở nội trú thì OF trung bình là khoảng 30%, và sau thời gian 6 tháng thì tăng lên thành 39,99%, và sau 12 tháng thì là tỷ lệ mà bệnh nhân mà có cải OF trung bình của người bệnh là 44,7%. Thì đây là con số rất là đáng mừng, và chúng ta có thể điều trị cho người bệnh từ suy tim phân xuất tống máu giảm trở thành suy tim phân xuất tống máu cải thiện. Và nhìn chung thì trong chương trình của chúng tôi thì số lượng bệnh nhân bị mất theo dõi là khoảng 100 bệnh nhân, là chiếm tỷ lệ là 25%. Thì một số lý do thường gặp đó là do bệnh nhân phải di chuyển tuyến, bệnh nhân ở xa, vân vân. Thì trong nghiên cứu, trong cái khảo sát của chúng tôi thì bệnh nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 38% thôi, số còn lại là ở tỉnh. Và tỷ lệ tái nhập viện là 21%, tỷ lệ tử vong sau 1 năm là 8,4%. Thì tái nhập viện thì chủ yếu là nhập viện trong vòng 30 ngày đầu tiên trong giai đoạn mong manh của người bệnh, chiếm 10,6%, và tỷ lệ nhập viện trong vòng 1 năm là 21%. Thì con số này thấp hơn so với là nghiên cứu CHF và CHF. Thì lý do nhập viện phần lớn 45% là do suy tim bất bù, và các yếu tố thúc đẩy thường gặp đó là quá tải thức tuần hoàn, do nhiễm trùng hoặc là do người bệnh tuân thủ điều trị kém. Thì để kết thúc bài này, tôi xin đưa ra một số kết luận là suy tim thực sự đã trở thành một vấn đề sức khỏe toàn cầu, nhưng mà trong thực tế chúng ta còn rất là nhiều hạn chế, những tồn động khi mà quản lý người bệnh suy tim. Mà nhiều nghiên cứu, nhiều khuyến cáo để cho thấy rằng là việc quản lý toàn diện người bệnh suy tim có thể giúp cho chúng ta giảm được tỷ lệ tử vong, giảm nhập viện cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Chính vì vậy mà việc xây dựng chương trình quản lý người bệnh suy tim là một việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa trong thời đại hiện nay. Dạ, bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Rất là cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Công Thành, và chúng tôi cũng rất hoan nghênh những cái báo cáo kiểu như thế này. Đây là một cái hướng trong chuyên khoa. Chuyên khoa không phải chỉ là đi quá sâu trong vấn đề, mà chúng ta cần phải có hình thức và tổ chức những cái phòng khám chuyên khoa. Những cái này đã có kinh nghiệm trong vấn đề các phòng khám tư vấn về huyết áp, về đái tháo đường, thì trong suy tim cũng có.
rất là hay. Và kết quả của 500 bệnh nhân theo dõi của phòng khám đó, nhưng mà kết quả cuối cùng hình như nếu mà chậm lại thì thấy 25 phần 1/4 người ta bỏ, 1/4 người ta bỏ chết thì 42, tức là khoảng bao nhiêu đó. Rồi sau đó này đó, thì chắc cũng phải rút kinh nghiệm đó, đừng có đi bác sĩ chạy đâu vậy, đây là rất là hay. Giá mà phân tích được thêm là cái bỏ mà 25%, tức 1/4 đó, lý do là lý do gì, vấn đề khám tái khám khó quá, hay là người ta phiền quá, hay là vấn đề gì khác. Trên cơ sở đó chúng ta có thể làm tăng lên thêm từ số lượng theo dõi. Ý tưởng rất là hay và làm rất là tốt, nhưng chúng ta phải rút kinh nghiệm lý do tại sao. Cái này có thể cho, chưa kể rằng nếu chúng ta làm được qua một thời gian, thấy rằng những chuyện này càng ngày càng giải quyết rất là tốt. Và thứ hai nữa là nhìn cái này thì không biết là thầy mình ở đây thấy ức chế men chuyển có chút xíu được nằm dưới chơi đây, trong đó chơi luôn acne luôn, cao và những cái khác, những cái phác đồ chút xíu nữa chúng ta sẽ có thời gian vài phút, là trong rất nhiều phác đồ thì nó đầy là AC inhibitor gạch ngang acne, nó không có chữ ARB nhé, AC inhibitor gạch ngang acne. Và như vậy trong tôi đã hỏi các chuyên gia rồi thì họ nói là bao giờ cũng khởi đầu bởi ức chế men chuyển vì nó rẻ và đảm bảo an toàn. Còn sang tới thuốc ức chế chủ thể thì cái đó hoàn toàn tùy trong trường hợp. Và chúng ta thì ở đây ức chế men chuyển có chút xíu thôi, nhớ là bệnh nhân chúng ta còn nghèo, những ức chế men chuyển chưa bị loại khỏi hẳn trong vấn đề điều trị mãn tính các suy tim thì tại sao lại hơi thấp.